Ai ra xứ Rạn mời ra, ai về với Rạn nào ta cùng về. Câu thơ ấy như một lời mời gọi thiết tha, gửi đến những ai muốn được nghỉ ngơi, thư giãn bên biển. Nào hãy mau rủ nhau về xứ Rạn. Xứ Rạn hay nhà thờ Rạn ngụ tại 322/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, cách thành phố Phan Thiết khoảng 20 cây số. Trên đường ra Mũi Né, để ý bên phải đường sẽ thấy một con hẻm có bảng đề nhà thờ Rạn. Nằm giữa rạn dừa xanh cao vút, bên bờ biển của thành phố du lịch cụm Rạn Mũi Né Phan Thiết. Xứ Rạn là nơi dừng chân lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước đến tham dự thánh lễ. Khuôn viên nhà xứ thoáng mát, thích hợp cho nhóm dã ngoại tổ chức các trò chơi sinh hoạt tập thể hay cắm trại. Nơi đây cũng là địa điểm tuyệt vời để tổ chức các khóa tĩnh tâm, tập huấn, vì bên vải nhà thờ có khối nhà xứ, nhà khách. Phía sau có nhà nghỉ gồm 12 phòng hướng ra biển. Trên lầu 2 nhà nghỉ có phòng hội với sức chứa khoảng 120 người. Đặc biệt, sau khuôn viên nhà thờ có bãi biển dài và đẹp. Ta có thể thỏa thích ngoài mình vào biển khơi đùa với sóng để xua tan đi những mệt mỏi thường ngày. Theo lời cha xứ Du Xe Nguyễn Thành Long, xứ Rạn có bề dày lịch sử trên 150 tuổi đời, hòa cùng nhịp sống với bà con dân cư vùng du lịch biển này. Xứ Rạn hiện diện sống động như một lời chứng mời gọi mọi người dù có nghỉ ngơi vui chơi vẫn không ngơi hướng về Thiên Chúa để tạ ơn vì bao kỳ công vĩ đại của Ngài. Nếu chưa một lần đến Rạn, mời bạn lạng đến mà xem.